52 đồng. 53 đồng. 33 đồng người. Giờ mình vô rồi mình order nha các bạn. Đây, đây là cái menu ha. Còn khoái cái đầu hũ ở đây, cơm chiên thì cũng được. Sashimi cũng được. Deep fried scallop. Yeah, deep fried scallop. Còn nhiều món. Yeah, you just jump on. Order all you can eat. Giỏi, anh lần đầu tiên ăn đũa, trời ơi giỏi chưa? Giỏi. Chúng ta cầm đũa là quá giỏi rồi. And can I also get the beef teriyaki? Beef teriyaki? Hai này là mình thích nhất này. Lần lần nhá. Red nhưng mà nó xanh. Thịt quá. Tan chảy trong miệng nha các bạn. Rất là ngon. Sau nửa tiếng ăn uống về chỉ còn có đậu một chén đậu với một dĩa thịt. Thì anh đang ăn ice cream. Xong một buổi anh. Happy Father Day to me. Giờ mình order ice cream đó là đủ rồi. Giờ xong rồi. Giờ mình ăn ice cream đó. Để chuẩn bị đi về. Tính tiền rồi đi về. Thank you. You're gonna pay for it. Good job. Ok, đã thu đồ 118 đồng đấy. Rồi, cảm ơn con gái. Con gái. Gái dừng trai hùng lại. Vì anh, you and your sister pay for daddy. Happy Father Day, ok? Ok?
Yeah. Yeah. You have and chị hai have. Huh? You have the money and chị hai have the money. Okay. Alright, xong. Để tụi mình đổi tính tiền rồi về. Rồi hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.